thì cái ưu điểm của cái phương pháp này á là con trùng nó sống rất là khỉ tuy là không có oxy nha mấy bạn mà con trùng á là nó vẫn khỉ cho cá ăn rất là ok luôn mình thì thử như vậy trùng nó sống tầm 2 đến 3 ngày như hiện tại là vẫn còn khỉ khi cho ăn thì mình gắp cục trùng ra